Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 5 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin VinFast và câu hỏi: Người Mỹ có tiêu dùng hàng Mỹ hay không? Từ ngày 17 đến ngày 28 tháng 11 vừa qua, đã có triển lãm ô tô tại Los Angeles với 1.000 xe đủ các thương hiệu từ nhiều quốc gia đến đây. Nhiều người Việt Nam chú ý và đến xem vì năm nay có đặc biệt có hai xe hiệu VinFast của tổng công ty Vingroup của tỷ phú đô la Phạm Nhật Vượng đến từ Việt Nam. Ông Vượng là người dường như được cho rằng là giàu nhất Việt Nam và trong vài năm qua cũng đã được vào danh sách của những người giàu trên thế giới do tạp chí tài chính Forbes xếp hạng. Vào năm 2017, Vingroup đã xây dựng một khu lắp ráp ô tô ở Hải Phòng và một năm sau đã cho ra các xe mẫu VinFast đầu tiên. Lúc bấy giờ, ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trong một chuyến thăm khu công nghiệp đã ca ngợi tiến trình sản xuất xe VinFast của Vingroup. Đây là hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngồi đang băng ghế sau trên chiếc xe VinFast do tỷ phú Phạm Nhật Vượng cầm lái chạy vòng quanh nhà máy sản xuất ô tô VinFast. Truyền thông Việt Nam cũng có nhiều bài viết về bước nhảy đột phá của ông Vượng trong việc sản xuất ô tô mang thương hiệu Việt Nam, dù rằng hầu hết các bộ phận, máy xe và linh kiện đều là sản phẩm mua lại của các nước ngoài như Đức, Ý và Việt Nam chỉ là nơi để đem về lắp ráp mà thôi. Tại các triển lãm xe hơi ở Mỹ, người ta xem triển lãm và lái thử xe có triển vọng là những khách hàng trong tương lai khi xe được bán ra thị trường. Chúng tôi đã vài lần xem trưng bày xe ở San Francisco và thấy nhân viên tiếp thị của các hãng sản xuất xe rất tận tình trả lời câu hỏi cho khách đến xem, không như những người bán xe thường nói năng chiêu dụ khách mua cho bằng được. Nhà báo tự do Bùi Văn Phú từ California đưa ra nhận xét về khả năng thành công của xe VinFast trong kế hoạch chinh phục người tiêu dùng ở Mỹ như sau. Ở Mỹ, khách hàng có rất nhiều lựa chọn khi mua ô tô. Ngoài xe Mỹ còn có xe Đức, xe Nhật, Ý, xe Thụy Điển, Hàn Quốc là những quốc gia đã xuất khẩu sang Hoa Kỳ nhiều hiệu xe khác nhau trong mấy chục năm qua. Từ ngày đến Mỹ định cư, tôi đã làm chủ cả chục ô tô các loại, xe của Mỹ, của Đức cũng như của Nhật. Mua xe đã qua nhiều đời chủ, cũng có và xe mới cũng có. Anh em trong gia đình cũng từng làm chủ nhiều thương hiệu xe khác nhau và khi chia sẻ kinh nghiệm đều đồng ý rằng xe Mỹ không bền lâu như xe của Nhật và xe của Đức. Khủng hoảng xăng dầu vào năm 1979 làm giá xăng tăng cao mà xe Mỹ lại uống xong như uống nước. Khi đó xe Nhật tìm cách vào thị trường Hoa Kỳ và có số bán tăng dần từ đầu thập niên 1980. Năm 1975 khi mới đến Mỹ, anh em tìm mua chiếc xe cũ để đi học mà thấy toàn xe Mỹ như Falcon, Chevrolet, Dodge và chỉ có Volkswagen của Đức là hàng ngoại. Đây là hình ảnh những mẫu xe hơi được ưa chuộng nhất ở Mỹ hiện nay. Những năm cuối thập niên 1970, xe Nhật chưa vào thị trường Mỹ nhiều. Điểm không tốt của xe Nhật là khung sườn không được cứng như xe Mỹ vì làm bằng hợp kim nhẹ để ít hao xăng, khi bị đụng rất dễ gây gãy, không an toàn cho người chạy xe. Khi xe Nhật bắt đầu được nhập vào Mỹ đã gây ra phản ứng không thuận từ giới công nhân trong các công ty sản xuất xe của Mỹ và nhiều người đã có cái nhìn không thiện cảm về người Nhật. Mùa hè năm 1982, kỹ sư vẽ đồ họa thiết kế của xe Vincent Chin, người gốc Hoa 27 tuổi, đã bị hai công nhân làm việc trong ngành sản xuất xe hơi ở Mỹ ở thành phố Detroit đánh chết vì kẻ giết người lầm tưởng Vincent là người Nhật. Sự việc được ghi lại trong phim tài liệu Ai đã giết Vincent Chin. Lúc đó, thị trường ô tô ở Mỹ cũng còn mở ra cho nhiều nước khác, trong đó có xe Yugo từ nước Cộng sản Nam Tư, bắt đầu nhập vào Mỹ vào năm 1984 với giá khá rẻ, chừng 5.000 đô la một chiếc và có chính sách bảo hành 10 năm hay 100.000 mile, tức là mỗi mile tương đương với khoảng 1,6 km. Xe này có nhiều lỗi kỹ thuật nên mấy năm sau không còn nhập cảng vào Mỹ nữa. Thông tin trên mạng của hãng KN Driver nhận xét Yugo là loại xe tồi tệ nhất trong lịch sử. Năm 1986, Nam Hàn lần đầu tiên giới thiệu vào thị trường Mỹ xe Hyundai, sau đó là Kia. Sau 35 năm, Hyundai đã có được lòng tin của khách hàng Mỹ khi mua xe. Tuy không nhiều bằng xe Nhật, Hyundai hiện nay chiếm khoảng hơn 2% thị phần ô tô tại Hoa Kỳ. Theo hãng Hyundai.com chia sẻ, xe nước ngoài chiếm thị phần cao nhất ở Mỹ là của Nhật, khoảng 40%. Đây là hình ảnh
Toyota là nhãn hiệu xe Nhật được ưa chuộng ở Mỹ. Theo những hợp đồng giao thương, dù là xe Nhật nhưng phải sản xuất tại Mỹ và hiện nay có đến 70% xe của các hãng Nhật được sản xuất tại Bắc Mỹ, bao gồm của Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Bây giờ, xe mới sẽ thấy trên giấy ghi rất rõ có bao nhiêu phần trăm những đồ của xe được sản xuất ở đâu. Đường phố, đại lộ của California nay phần đông xe mang các thương hiệu của Nhật, Đức và Hàn Quốc. Trong tương lai, xe điện sẽ trở nên phổ thông hơn ở tiểu bang này vì các chính sách bảo vệ môi trường khắt khe và có những ưu đãi cho người sử dụng xe chạy điện hơn ở những nơi khác. Nhìn vào tương lai xanh của California, VinFast có chiến lược xâm nhập thị trường Mỹ qua cửa ngõ tiểu bang này. Cũng theo hãng tin Reuters đưa ra trong những ngày qua, thì VinFast sẽ xây công xưởng tại Hoa Kỳ, sẽ huy động vốn trên đến cả tỷ đô la cho việc đem VinFast chạy điện đến cho người tiêu dùng trong nội địa của nước Mỹ. Đó là cách đi tắt đón đầu mà ông Phạm Nhật Vượng đang nhắm đến. Ông dùng tiền để đem đến cho công ty những chuyên gia và những gì tốt nhất có thể để mang đến cho Việt Nam một thương hiệu được thế giới chú ý đến nhiều hơn là quần áo, giày dép, bàn ghế mây tre, gạo, cà phê, hoa quả hay tôm cá, nước mắm. Nhưng người Việt Nam dùng hàng Việt Nam có phải là khẩu hiệu hấp dẫn với người Việt ở Mỹ hay không là câu hỏi cũng được đặt ra. Đây là hình ảnh ông Tổng Giám đốc Toàn cầu VinFast Mitchell giới thiệu mẫu xe VF-E35 tại triển lãm xe hơi Los Angeles vào hôm 17 tháng 11 năm 2021. Mỗi người chúng ta tự có câu trả lời bằng vào những trải nghiệm, bàn ghế trong nhà, quần áo đang mặc, chén đĩa, đồ ăn, thức uống, gia vị có là sản phẩm của Việt Nam hay từ một nơi khác như Thái Lan, Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc. Nếu không phải là sản phẩm quê nhà, nguyên do thì vì sao? Chất lượng, bền lâu, giá phải chăng hay quen khẩu vị có lẽ là những lý do chính để chúng ta chọn mặt hàng. Và từ đâu ra, làm ra không quan trọng trong việc lựa chọn. Trong nhà tôi có những thứ là sản phẩm quê nhà dùng đã nhiều năm nhưng cũng có thứ chỉ mua thử qua một lần rồi thôi. Nhớ vũ sữa, Na, nên khi có hàng mới được nhập từ Việt Nam qua, chúng tôi mua ăn thử. Na đông lạnh, một gói 3 trái chừng 5 đô, ăn cũng còn thấy mùi vị thơm ngon. Vũ sữa 9 đô một cân anh, một thùng 9 trái, 60 đô thì sượng, ăn không được. Tôi không có cơ hội đi xem triển lãm xe ô tô Los Angeles, nhưng theo tường thuật trên truyền thông và mạng xã hội thì có thể tóm tắt các nét chính về xe VinFast tại hội chợ 2021 ở Mỹ như sau. Đó là hai mẫu xe Sport chạy bằng điện. Người đi xe không thể đến gần xe, không được mở cửa xe để xem bên trong hay mở nắp máy lên để xem máy móc ra sao. Dĩ nhiên là VinFast cũng không cho khách chạy thử như nhiều thương hiệu khác đã dành cho khách trong dịp này. MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên thì được VinFast chọn làm người quảng cáo cho xe. Đây là hình ảnh Nguyễn Cao Kỳ Duyên bên cạnh chiếc xe VinFast tại cuộc triển lãm. Vì là người có hợp đồng quảng cáo xe thì cô không thể nói gì khác hơn là sẽ mua xe VinFast để chạy. Một điều bình thường đối với những người nổi tiếng được trả tiền để quảng cáo cho một sản phẩm. Điều tạo phản ứng là khi cô nói rằng sẽ hủy hợp đồng cô đã đặt mua Tesla để mua VinFast. Cô nói như thế chẳng khác nào như có người từng quảng cáo cà phê Trung Nguyên sẽ đánh bại Starbucks hay Bphone sẽ qua mặt iPhone. Ngày nay, nhiều người Việt Nam có máu nổ, chứ chẳng riêng gì cô Kỳ Duyên. Không biết cô Kỳ Duyên có được lái thử chiếc xe VinFast nào hay chưa mà đã tuyên bố như thế. Với tôi và nhiều người khác, cũng phải chờ xem khi VinFast vào thị trường Mỹ có được thực sự sản phẩm thẩm định về chất lượng, mẫu mã một cách khách quan, chẳng hạn như từ tạp chí Consumer Report, khi đó mới biết ưu khuyết điểm của xe ra sao. Ở Mỹ, khách hàng là vua và còn có luật bảo vệ người tiêu dùng. Quảng cáo nổ như pháo mà thực chất không có thì khó lòng có được lòng tin từ khách hàng. Người tiêu dùng của Mỹ như tôi có thể thử gạo, nước mắm hay vú sữa Na nhập từ Việt Nam xem có ngon, hợp khẩu vị hay không. Không ngon hay không thích thì cũng chỉ tốn vài chục đô la. Chứ bỏ ra vài chục nghìn đô la mua xe VinFast mà chưa biết tốt xấu ra sao là điều cần phải đắn đo rất nhiều. Nhà báo Bùi Văn Phú đã nêu ra nhận định của mình như vậy. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 4 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin con tàu đồng bằng sông Cửu Long sẽ chìm nếu chính phủ tiếp tục thờ ơ. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, đồng bằng sông Cửu Long đang sụt lún mỗi năm rất nhiều, trong khi mực nước biển dâng là 3-5mm mỗi năm,
Trong đó, một số địa phương tốc độ sụt lún trung bình đã lên tới 5,7cm mỗi năm. Nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra mà không có biện pháp khắc phục, thì trong tương lai, vùng đồng bằng sẽ nằm dưới mực nước biển. Đó là một trong những kết luận của các chuyên gia môi trường nêu ra tại hội thảo chia sẻ thông tin về dự án quản trị sụt lún đất và quản lý nước ngầm tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long diễn ra vào ngày 26 tháng 11 năm 2021 vừa qua. Đây là hình ảnh suốt mấy chục năm nay thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thoát được cảnh ngập lụt vào mùa mưa. Đài tiếng nói EFA vào hôm 30 tháng 11 đã liên lạc với thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia nghiên cứu độc lập về sinh thái của đồng bằng sông Cửu Long, người đã tham gia dự buổi thảo nêu trên và được ông cho biết về thực trạng sụt lún tại đồng bằng sông Cửu Long như sau. Đồng bằng sông Cửu Long đang đối diện rất là nhiều vấn đề, trong đó có hai nhóm. Một nhóm ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt như xâm nhập mặn, hòa nhập đô thị, ô nhiễm, nhưng có một số loại khác là đe dọa đến sự tồn tại của đồng bằng sông Cửu Long, đó là sạt lở, mất đất và sụt lún. Sụt lún thì tốc độ rất nhanh, trung bình 1cm trên mỗi năm, trong khi nước biển dâng có 3mm, sụt lún gấp 3 đến 4 lần, có nơi 10 mấy 20 lần, tức là 5,7cm là cao nhất. Theo ông Nguyễn Hữu Thiện, có hai nguyên nhân chính. Một là do nén tự nhiên, ông giải thích, vì đồng bằng nào cũng nén do phù sa. Còn nguyên nhân thứ hai ông đưa ra là do sử dụng nước ngầm quá mức. Trong đó, nguyên nhân thứ hai theo ông Nguyễn Hữu Thiện là rất nguy hiểm. Ý kiến của ông Nguyễn Hữu Thiện cũng nhận được sự đồng thuận từ tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Biến đổi Khí hậu Đại học Cần Thơ, khi ông này trả lời Đài Tiếng nói FA cũng về đề tài sụt lún ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tiến sĩ Tuấn Anh cho biết thêm, đồng bằng sông Cửu Long là vùng địa chất rất non trẻ, không chắc chắn khi tầng nước ngầm hạ xuống thì sẽ gây lún sụt. Ông phân tích kỹ hơn như sau. Ngăn chặn khai thác nước ngầm hiện nay khá nan giải vì đó là nhu cầu sử dụng nước hàng ngày. Đây là hình ảnh tại đồng bằng sông Cửu Long, 40% tổng lượng nước ngầm được khai thác để sử dụng cho canh tác nông nghiệp. Hiện nay tôi cũng đang kiến nghị là tận dụng nước mưa và các nơi tận dụng ao hồ trữ nước mưa để giảm áp lực sử dụng nước ngầm. Ngoài ra phải coi lại chuyện sản xuất ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mùa khô thì không nên trồng các loại sử dụng nước nhiều như cây lúa, vân vân, mà chuyển sang nuôi trồng thủy sản nước lợ hay nước mặn chẳng hạn. Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực sản xuất nông nghiệp lớn nhất của Việt Nam. Hầu hết việc sản xuất gạo của quốc gia, nuôi trồng thủy sản và sản xuất trái cây được đặt ở khu vực này. Tổ chức Future Direct của Úc của năm 2020 cũng đã công bố phân tích cho thấy sụt lún đất tại đồng bằng sông Cửu Long cũng đang đe dọa lương thực của Việt Nam hiện nay. Để tìm hiểu tình hình thực tế, Đài Tiếng nói FA hôm 30 tháng 11 cũng liên hệ với ông Hai Lúa ở Cần Thơ và được ông cho biết như sau. Chắc là so với trước kia thì chắc chắn lún cũng khoảng một tấc, tức là khoảng 10cm, chứ không ít đâu. Vì mấy năm trước khi nước nhiều thì ngập bờ bao, giờ nước không ngập thì chắc nó lún. Còn anh Nam Tân, một người trồng sầu riêng ở Tiền Giang thì cho Đài nói FA biết vào hôm 30 tháng 11 rằng nếu có lún thì không thể nhận biết bằng mắt thường, còn nước lũ chiều cường tăng có thể đo mực nước biển dâng. Sụt lún thì chắc không phải, biến đổi khí hậu thì nước nó lên vân vân, chứ lún thì không đến nỗi lún, chắc do chiều cường cao nên mỗi năm nước nó mỗi lên. Đây là hình ảnh chợ nổi Cái Răng ở miền Tây. Theo thông tin từ dự án quản trị sụt lún đất và quản lý nước ngầm tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tốc độ sụt lún ở đồng bằng sông Cửu Long cao hơn mức nước biển dâng tuyệt đối. Điều này cho thấy tốc độ mực nước biển tương đối chủ yếu là do sụt lún đất. Nếu không khắc phục, phần lớn diện tích đất của đồng bằng sông Cửu Long có thể sẽ nằm dưới mực nước biển trung bình vào cuối thế kỷ thứ 21. Và chính phủ thì đã triển khai không đồng bộ. Giải pháp cấp bách hiện nay là gì và chính phủ Việt Nam nên vào cuộc ra sao để có thể đối phó với tình trạng nêu trên? Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện nêu ra ý kiến như sau. Chính phủ có ra nghị định số 167, phân làm 5 vùng hạn chế khai thác, giao cho từng tỉnh để thực hiện. Nhưng khi triển khai ở từng tỉnh thì là lắm vấn đề. Tôi thấy 167 là nỗ lực ban đầu tốt nhưng chắc cần phải sửa đổi. Vì thứ nhất là dữ liệu không có để cho các tỉnh nghiên cứu và chi tiết sụt lún
liên quan đến nước ngầm tại địa phương chỉ có cấp đồng bằng, không đủ để lên bản đồ. Chuyện thứ hai là giá nước ngầm rất rẻ so với giá nước mặt. Vì giá nước mặt quá ô nhiễm, nhiều phân bón thuốc trừ sâu nên xử lý rất tốn kém. Nên xài nước ngầm tiện lợi hơn, nhưng có hai mặt, nếu địa phương nào siết không cho sử dụng nước ngầm thì nhà đầu tư sẽ bỏ đi. Ngoài ra, theo thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện, do nền nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long quá thâm canh nên sử dụng nước ngầm quá nhiều. Đây là hình ảnh hạn hán xâm nhập ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long năm 2020 là cực kỳ nghiêm trọng vì thiếu nước tưới và nước sinh hoạt. Đồng bằng sông Cửu Long đã có những thay đổi lớn kể từ khi Việt Nam chuyển sang nền kinh tế thị trường vào năm 1986. Mặc dù có nguồn nước ngọt dồi dào từ lưu vực sông Mekong, việc khai thác nước ngầm vẫn tăng theo cấp số nhân từ cuối những năm 1990 với thể tích hơn 2,5 triệu mét khối mỗi ngày. Khai thác nước ngầm gây ra nhiễm mặn cho tầng nước ngầm. Cứ lấy 1 mét khối nước ngầm lên là sẽ có 13 mét khối nước ngọt dự trữ bị mất do xâm nhập mặn tự nhiên bị hòa lẫn với nước ngầm, nước lợ. Dự báo nếu vẫn tiếp tục đến năm 2100 thì chúng ta sẽ chìm nước biển dưới nước biển do khai thác nước ngầm. Nếu chúng ta giảm được khai thác, chúng ta sẽ giảm được tốc độ sụt lún. Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện đã nêu ra quan điểm của mình như vậy. Một khó khăn nữa của Nghị định 167 theo ông Thiện là các tầng nước ngầm sâu liên tỉnh chứ không của riêng một tỉnh, nên phân theo từng tỉnh để hạn chế thì chưa thực sự hiệu quả. Do đó cần phải có quy hoạch tổng thể cho nước ngầm. Ông Thiện cho biết thêm những hạn chế của Nghị định 167 như sau. Chính phủ lập bản đồ nước ngầm theo chiều ngang mà có tới 7 tầng nước ngầm nhưng không phân vùng theo chiều đứng. Đây là hình ảnh chuyên gia độc lập Nguyễn Hữu Thiện cho rằng khai thác nước ngầm quá mức sẽ xóa sổ đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới. Như vậy sẽ có tầng nước ngầm vẫn bị lạm dụng như thường, thiếu liên kết vùng, thiếu điều phối vùng, thiếu chế tài để xử phạt nếu vi phạm Nghị định 167. Bộ thì giao xuống tỉnh công việc để làm theo 167 nhưng không cấp kinh phí, tỉnh thì thiếu năng lực, thiếu kinh phí nên rất khó khăn khi thực hiện 167. Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện thì cho rằng việc sử dụng nước ngầm như vậy nếu không có cách hạn chế thì con tàu đồng bằng sông Cửu Long sẽ chìm nhanh hơn mực nước biển đang dâng. Điều này rất nguy hiểm, đe dọa sự tồn tại của đồng bằng. Chính phủ cũng cần phải cải thiện Nghị định 167 để cải cách nông nghiệp, quay lại sử dụng nước sông ngòi như cách đây mấy chục năm. Đối với vùng ven biển thì cần có những biện pháp công nghệ hiện đại như bốc hơi nước nano, lọc nước biển và xử lý, sử dụng ao mương, phương pháp truyền thống để tích lũy nước cho mùa khô. Còn tổ chức Future Direct thì cho rằng đồng bằng sông Cửu Long đang đối diện với 4 thách thức có nguy cơ làm suy yếu ngành nông nghiệp. Đó là sản xuất nông nghiệp không bền vững, mực nước biển dâng cao và lụt sụt lún đất, việc xây dựng đập trên sông Mekong và tăng độ mặn của đất và nước. Cũng theo tổ chức này, trong 20 năm qua, khai thác nước ngầm tại đồng bằng sông Cửu Long đã tăng gấp 4 lần. Tốc độ khai thác đó đã khiến mực nước ngầm giảm tới 20 mét ở một số nơi, dẫn đến việc đất bị chìm đến 18 cm.